phụ nữ thời nay thì họ xác định cuộc sống gia đình là như thế nào? Bạn có vẻ như là bạn vẫn hay nghĩ rằng hay các cụ người ta hay có câu là chúng ta cần phải cam chịu, cần phải nhẫn nhịn, chồng nóng thì vợ lên nhịn, đúng không ạ? Thế tuy nhiên rằng tôi chia sẻ với bạn, bạn cũng không nhất thiết là lúc nào bạn cũng phải ở một cái thế dưới so với người đàn ông của mình. Hãy cố gắng xây dựng một cái mối quan hệ cân bằng giữa hai người để bạn luôn luôn có không gian để thở và luôn luôn có khả năng, có điều kiện để có thể phát triển bản thân mình, để đưa mình lên một cái tầm cao mới, và nó không có sự ràng buộc quá nhiều. Tình yêu hay cuộc hôn nhân nó không phải là sự kiểm soát, và bạn đừng để mình rơi vào tình trạng là sự sở hữu của chồng bạn, hay cũng đừng có nuôi hy vọng là mình sẽ sở hữu chồng mình. Và mỗi người thì đều có một nhân quyền, và bạn hãy nhớ, nếu như mà người đàn ông của bạn thực sự họ không tôn trọng bạn hoặc họ làm những điều sai trái với bạn thì bạn không cho phép điều đó được xảy ra. Bạn nhất quyết không cho phép được điều đó xảy ra. Nếu nó đã xảy ra rồi thì cái việc nó lặp lại cũng rất là dễ dàng. Tôi có một người bạn, chị ấy thì là một cái người mà tôi cũng rất là quan tâm trong cái cuộc sống của mình. Tôi gặp chị ấy cách đây khoảng độ 3 năm. Khi đó vợ chồng chị ấy có cuộc tranh luận rất là nặng nề, và chồng chị ấy có đánh chị ấy. Và cái điều đầu tiên mà chị ấy làm mà tôi rất là khâm phục, đấy là chị ấy đã ra trình báo cơ quan công an về cái việc mà người chồng cái thái độ cũng như là có cái động tác hành hung mình như vậy. Cái thời gian đó hai vợ chồng cũng rất là căng thẳng, nhưng sau đó sẽ không bao giờ còn chuyện đó xảy ra nữa, bởi vì chồng chị ấy đã biết rằng là cái điều này là rất là quan trọng, và với chị ấy không, chồng chị ấy không có cái quyền được động vào thân thể và cơ thể, bởi vì các bạn cũng biết nếu mà theo pháp luật thì mỗi người chúng ta đều được pháp luật bảo hộ để chúng ta được quyền an toàn, và không ai được phép xâm hại vào cơ thể chúng ta, cho dù kể cả đến bố mẹ cũng không được phép làm điều này, chứ đừng nói đến chồng bạn là ai cả. Và cái điều rất là quan trọng là khi mà bạn trình báo điều này thì sau này nếu thực sự vợ chồng có những cái điều dặn nứt mà không thể gắn kết được thì bạn luôn luôn được pháp luật bảo hộ, bởi vì chồng bạn đã từng có những cái lần sai trái như thế với bạn, đã từng hành hung với bạn, thì sau này nếu thực sự có chia tay thì bạn cũng thực sự rất là có lợi thế. Vì vậy tôi khuyên bạn, nếu mà là một người phụ nữ thông minh, là một người phụ nữ hiện đại, thì hãy luôn luôn biết bảo vệ và hãy luôn luôn nhớ phải tôn trọng chính bản thân mình hơn hết thảy. Bạn hãy thật thật tôn trọng bản thân mình để ai đó khi tiếp xúc với bạn họ cũng phải tôn trọng bản thân bạn.